xin chào các bác và các anh em. Ờ, như em đã hứa thì em sẽ chia sẻ với các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh ở chiếc vang số Theta K7 uh, kèm theo một cái bộ mic mayer ơi của một cái bác ở hải phòng bác gửi cho em để em căn chỉnh lại. thì uh, đầu tiên em phải uh, nói rằng là chiếc vang số Theta K7 này là một chiếc vang số mà khó chỉnh và khi mà chúng ta thay đổi các cái thông số ở trong cái phần effect uh, và cái phần main ở phần effect thì có phần để cho gì vọt và cái phần main thì nó sẽ ảnh hưởng rất là cụ thể và nó chính xác. À, cho nên rằng là việc căn chỉnh chữ văn số này phải nói rằng là là khó khăn, à, nó đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao. À, thế cho nên rằng là hôm nay em lại chia sẻ với các bạn anh em về các cái thông số ở khi mà chúng ta căn chỉnh ở chiếc vang số này. Thì đầu tiên thì em sẽ thử các cái cấu hình cũ để cho các bạn anh em nghe được là tại sao mà thanh hồng mà hay nhận được những chiếc vang số của các bạn anh em ở khắp mọi miền Tổ Quốc gọi đến cho em căn chỉnh thì đây nó là một cái cấu hình mà cái em cấu mà cấu mà em đã căn chỉnh từ đối tốt tốt trên bằng số này và bây giờ em sẽ là alo trên mic để mà các bác và anh em sẽ nghe cũng như là cái bác chủ mà gửi trên băng số này cho em để em căn chỉnh lại thì đây là một cái cấu hình mà em làm cũng từ đối tốt một 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 hai hai ba ba bốn năm sáu bảy tám chín

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 6, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 6, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6 9 Thì uh, em cũng chia sẻ các bác, bác, anh bác anh em, uh, em như thế này. này, này. Chiếc vàng số này là một chiếc vàng số uh, hàng mới chính hãng. Và các cái chức năng ở chiếc vàng số này thì uh, cũng uh, khác so với nhiều chiếc văn số khác cho nên rằng là em chia sẻ với các bác anh em ở những cái điểm mà cơ bản và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất âm khi mà căn chỉnh chiếc vang số này. thì như là chiếc vang số này thì nó có hai cái đường mic riêng biệt ở đường A và đường B. thì nếu với chúng ta mà căn chỉnh theo kiểu là liên giữa cái đường line giữa đường mic A và mic B thì chúng ta tích vào đây. và chúng ta muốn căn chỉnh riêng thì chúng ta sẽ căn chỉnh theo từng mic riêng biệt. và có một cái mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn khi mà chúng ta căn chỉnh về cái hiệu ứng nghe cho chỉ vợt thì nó khác hẳn với các cái vang số khác. thì như em đã chia sẻ với các bác anh em về cái dòng X, thì cái dòng X thì cái di uh, uh, level này, di dích này này là một cái tỷ lệ phần trăm giữa thanh thông mộc và âm thanh có ứng cho. thì đối với dòng các cái dòng vang số theta, uh, em nói chung là từ ca, theta K ba, K năm cho đến K bảy, thì chúng ta phải đưa cái di dích uh, volt này lên hết tầm, tức là một trăm nó khác hẳn với các cái dòng vang số ở đời x dòng vang số đời x thì chúng ta như em đã chia sẻ hai cái thông số rất là chính xác ở trên các các dòng vang số đời x cho nên là mỗi một dòng vang số nó sẽ có những cái đặc tính khác nhau cho nên cái việc mà căn chỉnh vang số thì chúng ta phải thử nghiệm rất nhiều để mà tìm ra được như vậy là một cái giá trị tốt nhất thì đối với dòng x thì em đã chia sẻ thì thường thường là hay để ở giá trị là 39 ở trong cái hiệu nghe cho và gì vật là để 19 nhưng mà đối với lại dòng theta này thì phải để hết tầm và một cái vấn đề nữa là về cái giá trị về cái e volume này cái e cho volume này nó đòi hỏi một cái giá trị là rất chính xác chứ không phải là là đơn giản như các cái dòng khác khi mà chúng ta thay đổi một cái giá trị 0,5 đơn vị thôi thì nó đã thay đổi về cái hiệu ứng e cho rồi và cái chất âm của nó rất là giỏi thế cho nên rằng là ở trong cái e volume này thì em đang để giá trị là là âm 7 decibel âm 7 decibel và em căn căn chỉnh chiếc bàn số này thì em cảm nhận được rằng là, là cái sự thay đổi nhỏ thôi nó đã ảnh hưởng đến cái chất âm của hiệu nghĩa cho và gì vợt và các cái thông số như là delay là 210 cái đép này chính là cái gì thì đang để là 55 và cái vấn đề là đang là 11 thì em chia sẻ với các bạn anh em là khi căn chỉnh cái dòng vang số theta K3, K5, K7 này thì cái giá trị uh, Volume tổng của cái e và dì vợt là hai cái giá trị mà nó ảnh hưởng đến chất âm rất là nhiều cũng như là cái giá trị tổng ở trên này giá trị tổng ở trên này thì em đang để là 6 uh, 6 và đến sang cái phần dì vợt uh, như các anh em nhìn thấy thì cái phần dì dếch cũng phải uh, tăng hết tầm uh, tăng hết tầm nó khác với cái dòng x và cái dì vợt vôn này uh, khi mà em gắn chỉ cho bạn số này thì khi em thay đổi uh, một cái giá trị rất nhỏ thôi 0,5 decibel thôi thì cái chất âm nó đã khác rồi. Và ở đây em đang để giá trị là âm 24,5 decibel, âm 24,5 đều decibel ở chế độ ZOM đó tức là chế độ phòng và pha là đang để là là không và cái là lay là đang để giá trị là 20 mươi giây và cái dị vật thai thì ở trên chiếc phang số này khi mà ta thay đổi về cái uh, dịp vật thai hiện giờ em đang để 2,5 giây uh, thế nhưng mà khi chúng ta chỉ cần tăng lên 2,6 22,7 hoặc là giảm đi là còn 2,3, 2,4 thì nó chất âm nó khác. Cho nên đối với các dòng vang số theta ta thì em cảm nhận rằng cái độ chính xác rất cao. Cho nên em chia sẻ với các bác anh em là khi mà chúng ta căn chỉnh chúng ta không thể như vậy là đặt một cái giá trị mà nó mang chất ở trung chung được. Mà nó đòi hỏi một cái giá trị mà rất chính xác thì nó mới có một cái chất âm hay được. Thì em đã chia sẻ là trong e-tron thế và trong gì vợ thế là cái gì vợt vôn và cái e-tron vôn cộng với lại cái di dịch vô này phải tăng hết tầm và cái giá trị ở trong cái gì vật thai cũng phải chính xác thì nó mới đem lại một cái chất âm mà nó hay được và ở trong cái phần mên ở trong phần mên thì trong các cái phần đi uh, dịch này thì là cái âm mic là âm mic khi mà chúng ta giảm là mất âm mic uh, e cho game thì uh, tối đa là không uh, để và cái gì vợt gây này cũng như em chia sẻ ấy, là khi mà chúng ta thay đổi ở khi chúng ta thay đổi về cái giá trị ở trong hiệu nghĩa cho gì vọt thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hiệu nghĩa phách và chỉ cần thay đổi một cái giá trị rất nhỏ thôi thì nó đã ảnh hưởng đến cái chất âm của cái hiệu nghĩa phách rồi à, thế cho nên rằng là à, như các bác anh em nhìn thấy thì à, về cái e cho gain là không để tức là tăng hết tầm và cái gì vật gain là âm 24 bốn à, âm hai bốn và một cái điều nữa là trong cái phần main thì nó có một cái giá trị là main out, tức là tín hiệu xuất ra trên hai cổng giờ là tối đa, tối đa là 6 decibel. Nhưng mà khi để đến cái giá trị cao thì em thấy là cái chất âm là nó không được hay, nó không được mềm, không được mượt. Cho nên rằng là trong cái cấu hình này thì em đang để là giá trị là 1 decibel. Cái việc mà em chia sẻ chính xác như thế này để để cho các bác anh em có thể là thử nghiệm, thử nghiệm tất nhiên là nó không tuyệt đối trăm nhưng mà qua cái kinh nghiệm của em thì em cũng chia sẻ các thông số chính xác để cho các bác anh em có thể sử dụng chứ còn cái việc mà bác nào chỉnh được thì chỉnh còn bác nào không chỉnh được thì các bác cứ yên tâm là gửi đến em thì em sẽ làm ở một cách mà nó tương đối hoàn chỉnh chứ còn bác nào mà biết về phần mềm rồi có cái độ cảm nhận tốt thì các bác có thể là như vậy là căn chỉnh theo cái phương pháp của em theo các thông số của em thì có lẽ rằng cũng đạt được một cái chất lượng nó tương đối Thế thì em chia sẻ ở trong những cái phần rất là quan trọng ở trên chiếc con số theta k 7. bởi vì chiếc con số này thì cũng có nhiều anh em mà cũng có cái đề nghị là làm em một đề nghị em làm một video clip để mà các anh em có thể là tham khảo thì đây ở trong cái phần mềm thì em cũng chưa căn chỉnh gì chỉ có các tần số thấp và các tần số cao và đặt các cái chế độ làm việc ở cái phần các tần số thấp và các tần số cao chứ còn em cũng chưa căn chỉnh gì trong cái giải quả laser và cơ bản nhất là trên chiếc văn số này thì căn chỉnh cái hiệu ứng Echo, Zivert và Equalizer thì em cũng đã có những cái tác động, có những sự thay đổi để cho nó có một cái chất âm mà nó vừa sáng vừa mềm và có một cái tính chất là như vậy là nó rõ ràng. Trong cái phần Equalizer của Echo và vật em đều có cái sự thay đổi một vài điểm và cũng có đặt các chữ độ làm việc ở trong cái cắt tần số thấp và cắt tần số cao và các bác và anh em khi mà gắn trình về cái hiệu ứng echo này thì phải nên để một cái chế độ là echo to dì vợt. đây nó một cái một chế độ mà hòa trộn giữa cái tỷ lệ echo và dì vợt. nó làm cho cái chất âm giọng nói giọng hát của chúng ta nó có cái độ mà mềm mại hơn và tự nhiên hơn thì chế độ là echo to dì vợt. thì đây nó cũng là một cái cấu hình mà em cũng đã làm cho cái bác khách ở quảng ninh thì em lại chia sẻ với các anh em các cái thông số rất là cơ bản tương đối chính xác. còn cái việc mà căn chỉnh cái giải quay dơ để cho cho ra các cấu hình khác nhau hoặc là nó phù hợp với các cái thiết bị mà của các anh em đang dùng thì cái này em sẽ tìm hiểu để mà căn chỉnh về cái phần âm sắc ở trong cái giải quay dơ để cho nó phù hợp với các cái tính chất của bộ dàn của các bác và anh em đang dùng thì nó sẽ có một cái sự mà phù hợp hơn và trong các cái cấu hình em làm thì em sẽ làm 3 đến bốn cấu hình để cho các bạn anh em có thể là lựa chọn khi mà uh, sử dụng uh, các cái cấu hình của em mà đã căn chỉnh thì uh, đối với chiếc vang số này là một chiếc vang số mà cũng rất là cao cấp uh, giá trị. Thì nhưng mà cái việc căn chỉnh thì uh, chúng ta cũng phải biết cách căn chỉnh thì nó mới đem lại một cái uh, kết quả tốt một cái chất âm hay khi mà chúng ta phơi phép với, với bộ dàn karaoke và qua cái vấn đề thử nghiệm ở cái phần chống hú như này một vấn đề mà có những lúc em muốn chia sẻ với các anh em nhưng có lúc lại quên Có những chiếc vang số khi chúng ta đặt một cái cấp độ chống hú ở mức độ vừa phải Thì chất âm lại đẹp hơn là chúng ta đôi khi về lý thuyết thì chúng ta sẽ là tắt đi về chúng ta về lý thuyết thì chúng ta sẽ không sử dụng chức vang chống hú nhưng mà có rất nhiều loại vang số thì trong quá trình căn chỉnh em thấy được rằng là khi chúng ta sử dụng một cái chế độ chống hú mà nó thích hợp thì em thấy một cái chất âm mic phải nói rằng là nó có cái độ mềm mại, có độ sáng, độ mềm, độ mượt, độ sáng, độ độ tươi của của cái phần âm sắc. Chứ còn không phải là cái vấn đề mà như vậy chúng ta không sử dụng chống hú mà mà chất âm mic nó đã hay mà qua cái quá trình căn chỉnh nhiều loại vang số thì em thấy rằng là khi chúng ta đặt một uh, chế độ chống hú mà nó thích hợp thì chất âm mic nó cũng rất là hay. Và trên chiếc vang số này thì em đang đặt ở chế độ uh, là chống hú là hai thì em cảm thấy nó phù hợp. Thì cái việc này các bác uh, có thể là tham khảo. Và ở cái noise gate này thì em đang để ở giá trị là 80 âm 85 mươi decibel thì về cái noise gate này nó rất quan trọng khi mà chúng ta căn chỉnh vang số nó sẽ đem lại một cái chất âm mà nó rõ ràng tự nhiên sạch sẽ hơn ở cái noise gate này thì các bạn anh em có thể là xây dịch ở trong cái khoảng một cái phạm vi và trong quá trình chúng ta xây dịch thì chúng ta vừa alo trên mic chúng ta vừa căn chỉnh vừa xây dịch để tìm ra một cái giá trị mà nó thích hợp thế nhưng mà uh, chế độ uh, noise gate này là một chế độ mà em cảm thấy là nó cũng rất là hữu hiệu khi mà chúng ta căn chỉnh phần âm sắc ở trong cái phần uh, phần mic. thì đấy nó cũng là những cái mà em chia sẻ với các bác anh em để các bác anh em biết được đặc tính của từng loại vang số để các bác anh em có có thể là căn chỉnh uh, cho nó phù hợp hơn khi mà sử dụng với các thiết bị khác nhau thì đây nó cũng là một cái cấu hình cơ bản em chia sẻ tới các bác anh em để các bác anh em có thể là uh, áp dụng được các bác anh em cảm thấy hữu ích thì hãy ủng hộ thanh hồng audio KTV nếu như có nhu cầu mua vang số hãy liên hệ với em sẽ có những tư vấn tốt nhất khi mà các bác mua vang số cũng như là sau khi mà các bác đặt vang số các bác sẽ có những cái chuyện cái chất âm ở trên chiếc vang số mà em căn chỉnh cho các bác được uh, tương đối tốt uh, và sau khi các bác mà uh, sử dụng vang số của em thì em sẽ có những cái tư vấn uh, thêm để cho các bác anh em có thể là sử dụng uh, được uh, một cái hiệu suất cao nhất và các bác nếu cảm thấy hữu ích cho cái việc căn chỉnh thì các bác hãy chia sẻ và ủng hộ em động viên em là bằng những cái nút chấm nút like để cho em có nhiều động lực gửi tới các bạn anh em những cái video clip mà nó hữu ích nó giúp cho các bạn anh em ở trong cái việc căn chỉnh văn số và bây giờ thì em xin cảm ơn và tạm biệt các bạn anh em hẹn các bạn anh em trong những cái video clip tiếp theo.